Sau thời gian dài im ắng, các doanh nghiệp bất động sản đang triển khai dự án trở lại một cách trầm rộ hơn. Giới chuyên gia đánh giá, thị trường nửa năm qua đã có những thay đổi nhất định. Những thay đổi đó là gì? Hãy cùng xem tiếp trong video này nhé! Theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS, thị trường địa ốc quý 1/2024 vừa qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Theo đó, thị trường đã có thêm nguồn cung mới khi các chủ đầu tư bắt đầu kích hoạt triển khai hàng loạt dự án. Các hoạt động khởi công, sự kiện kích ốp, làm mới hàng cũ diễn ra rầm rộ với quy mô ngày càng lớn. Làn sóng phục hồi đang ngày càng lan rộng, tỷ lệ hấp thụ đạt gần 31%, với khoảng 6.200 giao dịch thành công, tăng 8% so với quý trước và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Các dự án mới mở bán từ sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự, căn hộ đều ghi nhận mức độ quan tâm, giao dịch và giá bán tăng trưởng tốt trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Một số thị trường được đánh giá là điểm sáng trong quý 1/2024 như Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Giang, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ. Trong quý vừa rồi, mặc dù số lượng chào bán mới dao động khoảng tầm trên dưới 500 căn thôi, nhưng mà Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bán thành công khoảng 600 căn. Tức là bản thân cái số lượng chào bán thành công nó vẫn cao hơn số lượng chào bán mới. Nên chúng ta rõ ràng chúng ta thấy mà nói là nó bất hợp lý thì chắc chắn là không ai mua, nhưng mà rõ ràng nó vẫn chào bán được, các chủ đầu tư vẫn đẩy hàng ra được. Với cái tốc độ mặc dù như ta biết điều rất là chậm. Trong nửa đầu quý 2 năm 2024, cùng với chuyển biến tích cực của nền kinh tế, thị trường bất động sản Việt Nam đang phục hồi tích cực qua từng tháng. Hàng loạt dự án bất động sản đa dạng phân khúc được tái khởi động, khởi công, công bố, giới thiệu ra thị trường đều được quan tâm với kết quả bán hàng ấn tượng. Tại khu vực phía Bắc, thị trường bất động sản sẽ được bổ sung nguồn cung mới từ dự án Lumiere Evergreen, The Solar Park tại khu đô thị Vinhomes Smart City, dự án Max City tại Bắc Giang, dự án Vaquarius Văn Giang, dự án Golden Crown Hải Phòng, dự án Hạ Long Marina tại Quảng Ninh. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, hàng loạt dự án được triển khai kinh doanh, kích ốp, nhận bức kinh như The Beverly, Vinhome Grand Park, Eaton Park tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại một số địa phương khác như Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang, các doanh nghiệp bất động sản cũng rục rịch chuẩn bị đưa dự án mới ra thị trường. Ở khu vực miền Trung, thông tin các dự án mới mở bán làm ấm thị trường sau khoảng thời gian dài im ắng. Để biết thêm thông tin về các dự án bất động sản đang mở bán trên thị trường, quý vị có thể tra cứu trên nền tảng bất động sản CafeLand Protect. Ứng dụng CafeLand Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tin mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày, giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn, và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chưa chơi gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. CafeLand Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản. Theo VAS, điểm chung của hầu hết các dự án được triển khai kinh doanh là đều có sự đầu tư bài bản về chất lượng với hồ sơ pháp lý sạch cùng các chính sách ưu đãi ngày càng đa dạng. Theo ghi nhận của một doanh nghiệp, thị trường ghi nhận những chuyển động đáng quan tâm từ các chủ dự án như giãn tiến độ thanh toán hoặc đưa ra phương thức thanh toán nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đưa ra các chính sách thanh toán đa dạng, áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí quản lý, chiết khấu cao. Ghi nhận một doanh nghiệp cho thấy các chính sách chiết khấu mạnh tay từ các chủ đầu tư cao nhất lên đến 30% đã góp phần đáng kể giúp cải thiện tỷ lệ hấp thụ trong tháng 5. Đâu đó người mua đã quay lại thị trường thì nó có nhiều cái lý do, nhưng mà một trong những lý do chính là cái gọi là môi trường lãi suất ở trên thị trường nó đâu đó nó được giảm, và người mua cảm thấy rằng là họ có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn vay ngân hàng. Cái sự chủ động từ phía đầu tư trong việc là đưa ra cái mức giá không quá cao so với thị trường, và cái thứ ba nữa là cái sự hỗ trợ từ phía các chủ đầu tư. Bên cạnh cái việc là đưa ra một cái mức giá phù hợp hơn thì họ cũng đưa ra cái phương thức thanh toán rất là hợp lý. Cùng với sự phục hồi của ngành bất động sản, niềm tin của các bên tham gia thị trường cũng được cải thiện theo hướng tích cực hơn. Trong đó, các đơn vị môi giới tích cực tuyển quân, tăng cường hợp tác, mở rộng địa bàn, loại hình, phân khúc sản phẩm. Theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, từ đầu năm đến nay, số liệu môi giới mới tham gia và quay trở lại thị trường bất động sản có sự tăng trưởng mạnh. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm, ước tính đã có khoảng 40% môi giới quay trở lại ngành so với thời điểm thị trường khó khăn nhất. Trước đó, theo thống kê của VAS, trong năm 2023, khoảng 70% môi giới bất động sản đã nghỉ việc, bỏ nghề. Hơn 90% nhân sự ngành bất động sản bị giảm thu nhập. Làn sóng cắt giảm nhân sự diễn ra trong hầu hết các doanh nghiệp liên quan đến bất động sản. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trước bài học phải rời bỏ hàng loạt ở quãng thời gian trước, môi giới bất động sản mới tham gia và quay trở lại thị trường cũng đã trải qua cuộc cách mạng về tư duy
với tâm thế cẩn trọng. Môi giới đã chuẩn bị hành trang kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho bản thân tới việc lựa chọn sàn giao dịch để đầu quân. Các sàn giao dịch có nguồn hàng đa dạng, chất lượng, có lộ trình đào tạo, văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực, chuyên nghiệp là lựa chọn ưu tiên của các nhân sự ngành bất động sản. Bạn nghĩ sao về số môi giới bất động sản đã quay trở lại thị trường? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới nhé. Một trong những chuyển động đáng chú ý nhất và có tác động mạnh đến sự phục hồi của thị trường bất động sản, đó là niềm tin của người mua được cải thiện. Theo báo cáo thị trường tháng 5 của một doanh nghiệp, khách hàng có năng lực tài chính tốt, nhanh chóng đưa ra các quyết định mua khi có sản phẩm phù hợp, kể cả ở một số dự án có mức giá bán khá cao. Ghi nhận trước đó của công ty nghiên cứu thị trường Avision Young Việt Nam cho thấy, từ sau Tết, hoạt động bất động sản tăng vọt tại Hà Nội, để giá bán sơ cấp và thứ cấp tăng 3-6% so với quý trước và thậm chí cao hơn ở khu vực phía Tây. Một số dự án có mức giá dao động từ 2.500 đến 3.200 đô la Mỹ trên mét vuông, nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn đạt khoảng 65%. Điều này phản ánh nhu cầu thị trường cao do cả mục đích an cư và đầu tư tại thị trường Hà Nội. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, cách đây không lâu, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cũng tung ra thị trường 95 căn hộ cao cấp thuộc dự án The Aurora tại quận 7 với mức giá trên dưới 100 triệu đồng một mét vuông. Được biết, chỉ sau một tiếng chào sân, toàn bộ giỏ hàng đã có chủ. Một dự án căn hộ chung cư được đưa ra thị trường trong tháng 4 là Eaton Park ở thành phố Thủ Đức của Gamudaland với giá vượt mốc 100 triệu đồng mỗi mét vuông cũng thu hút nhiều khách hàng quan tâm. Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, hầu hết các dự án được mở bán trong nửa đầu quý 2 đều được quan tâm với lượng booking và có kết quả bán hàng ấn tượng. Mặc dù các dự án ra thị trường chủ yếu thuộc phân khúc trung cấp trở lên, bởi nhu cầu đầu tư trên thị trường vẫn rất lớn, kể cả nhu cầu cho phân khúc hạng sang, cao cấp. Theo các chuyên gia, với quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm, giá đất tăng cao, chi phí xây dựng dự án cũng tăng cao. Các chủ đầu tư buộc phải phát triển dự án bất động sản cao cấp hơn để có lợi nhuận. Trong khi đó, dù có nhu cầu nhưng người có nhu cầu mua nhà ở thực vẫn tiếp tục giữ thái độ thận trọng trong thời điểm kinh tế chưa thực sự ổn định. Thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở nói riêng kỳ vọng sẽ đón nhận nhiều sự thay đổi theo hướng tích cực hơn khi luật đất đai và các luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1 tháng 8 2024 sẽ tác động ngay đến thị trường bất động sản và nhiều vướng mắc lâu nay sẽ được tháo gỡ. Từ đó tâm lý thị trường sẽ cải thiện và thúc đẩy sự thay đổi của các nhà phát triển bất động sản. Bạn dự đoán như thế nào về thị trường bất động sản nhà ở khi các bộ luật bất động sản dự kiến có hiệu lực vào tháng 8 tới đây? Hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên bấm nút subscribe kênh để cập nhật liên tục các thông tin liên quan đến thị trường bất động sản nhé!